Chào mọi người ạ. Hôm nay mình tiếp tục với ARK Pokemon. Thì hôm qua có một chút nhầm lẫn nhẹ, đó chính là mình kêu thằng Rick nó bỏ con Charmander, thì do mình nhớ nhầm giữa cái trận chiến chiến với con Charmander và con Blastoise. Mình nhớ sao nhớ lộn ra thằng Rick là nó bỏ luôn cái con Charmander chứ lộn, mình bỏ là thằng khác cơ. Mình không có nhớ thằng đó, mình coi trong đó là mình nhớ là cái thằng tóc cam cam, và nó bỏ con Charmander. Nhưng mà về sau mình nhớ nó quay lại mà, nhưng con Charmander không có chấp nhận nó đó. Thằng đó hình như nó ác, thì nó chỉ muốn có những con mạnh thôi. Mình nhớ nhầm thằng Rick, chứ thằng Rick là thằng nó thương hơn Charmander mà nó quýnh với Mewtwo. Quýnh với Mewtwo đúng không ta? Đúng rồi, nó quýnh với Mewtwo mà nó tạo ra được cái con tiến hóa được Charizard X. Nó đỡ đòn cho con Charizard mà bị quýnh bị té đó. Ơi sao chỗ này kỳ vậy? Ơi sao con Slither, con Skeeter này nó quýnh mình ta? Mày quýnh tao hả? Ở khu này toàn là mấy con nguy hiểm không à? Mày quýnh tao hả? Hay lắm. Mày quýnh tao hả? Mày tao là Red đây. Ơi mà sao bên cái bờ hồ bên đây nó nhiều. Trời, tới cái con chim này cũng dữ nữa. Mày à, hay là bắt con chim. Đúng rồi, bắt một con quá một con. Đúng rồi. Mình sẽ làm một cái gọi là cái đâu rồi ta, một cái quên lộn, cái bola chứ. Tao sẽ ném cổ mày xuống con à, tao sẽ ném cổ mày xuống con trai à, cứ quýnh tao đi. Ủa quýnh chúng, ném chúng rồi mà ta, nó quýnh mà con này mất máu quá. Nó không bị dính các bạn ơi. Ok, phải dùng mũi tên bắn nó vậy. Mày ngay đầu một nhát. Ok, tim kim tim đang được ngắm dần vào đầu nó. Ây, con này quay góc khó quá vậy. Fuck, quay khó thiệt sự luôn á. Vãi tèo mày, đợi đó con. À, mày qua đây. Ôi nó không thèm dí mình nữa. Không dí tao hả? Trời ơi, tới lúc bắn này hư cung, điên thiệt. Nó bay như thế này khó bắn lắm. Vậy sao bắn được trời? Cao quá, cung bắn không tới. Ui, sượt chân luôn. À, đâu rồi, đâu. Con này nó bay lên bay xuống hoài ta. 1800 rồi kìa. Nó lại xuống dí mình nữa rồi. Đậu cụ mày. Chạy. Nó quýnh hồi con này xỉu luôn á. Rồi ok. Mày hai mũi. Mình nghĩ nó gần xỉu rồi đó. Thế này nó cũng chạy à. Giờ đang dí mình vậy đó, tí nó chạy công đích. Mày. Chạy chưa. Mày chạy nữa đi. Nó quýnh con mình gần chết rồi. À, no.
chưa chạy nữa hả? Nó quấn con này gần nửa máu rồi. Chơi 50 rồi, 50, chơi 50% rồi. Chạy rồi, nó công đít chạy rồi. Đợi xíu đi mày. Bắn từ độ cao này mà trúng được con này thì hơi bị đỉnh á. Nhất là bằng cung, thà bằng súng đỡ. Chất độc đã kiểu như là ơi, nó xỉu mà như nó chết với trời. Sao mày nằm một cách gọi là xảy lai quá vậy mày? Rồi thôi rồi các bạn ơi, mình bị rớt xuống đất rồi. Kể nó không sao đâu. Này quăng bóng gì như một bom ấy. Odis đâu rồi? Ủa con chim đâu rồi? Ơi nó vẫn nằm đây mà. Bị lát rồi. À được rồi nè. Chưa bắt được. Ôi mình quăng cái nó tàn hình luôn, vãi thiệt chứ. Nguy hiểm vậy. Này thì hộp. Yes. Bắt được rồi. À thử. À quên, mình phải setting con đó vô đã chứ. Ủa còn con này nó bị lỗi sao ta? À do mình cưỡi là mình không thấy được con này đúng không? Mà mình đang bị bay nên thành ra là mình phải fly lên để mình không bị rớt vô. Và con này hình như là... Ủa sao mày kỹ mày? Sao mày không... Mày bị lỗi rồi. Ủa cái này mình nhớ mình bỏ nó trong trong ống rồi mà ta. À giờ phải... Đó, vô con chim rồi nè. Đó, ơi, vô slider cũng bay được mà, đúng không? Tóc của mình đang dài, thành ra là trên con chim nó có cái nhúm đấy nè. Đó, con này không biết mạnh không mà nó hung hăng quá. Con này chắc mạnh lắm á, mà nhưng nó hung hăng quá à. Trời, cái khu kia con Snow lắc quá trời luôn. Ủa con này nó y như là con này, dạng như là con cổ dài vậy các bạn. Đẹp quá. Ờ cái màu của nó nhìn kìa. Ống ánh luôn. Ui con này mạnh dữ quá trời. Chim của mình mạnh kinh luôn á. Ủa vú lộn tứa lung tung hết. Snow lắc hiền đúng không? Đúng rồi, Snow lắc là con hiền mà. Ủa nó bu như nó quýnh nhau kìa. Trời 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 trời. Rồi cái con Golduck với lại cái con hình như con Bulma sát nó giữ sao á. Oh shit. Tụi mày quýnh chúng tao rồi. Vãi đạn. Ờ quýnh mình xỉu luôn mới điên chứ. Ôi bị u mê luôn rồi. Ờ may quá nó quýnh mình xỉu thì mình có thể không bị giờ đừng có thằng nào tới đập mình được rồi. Ơi no 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 no. Quýnh tao muốn xỉu rồi. Ờ mấy con nào quýnh xỉu ghê trời, quýnh mấy cái xỉu luôn à. Ấy da. Đâu đi, đâu. Quýnh bung giáp luôn trời. Quýnh nhưng mà xiên luôn ghê vậy. Mình uống máu cũng được luôn. Hay á. Có đem thịt theo ăn không vậy? Ờ à, may quá có bạc thịt. Trời ơi nó quýnh mình gì mà
mình không có tăng Photogen nên thành ra mình xỉu thấy mệt luôn á. Chúng ta tăng Photogen 100 điểm mà. Thôi cho tụi mày vô đi. Ra đi cưng ơi. Đi với con này cho nó khỏe. Đi với con này là bỏ mưa để mình bỏ mưa đó nha. Đi con này mình không bị rớt đất. Cái map này không biết tắt mưa sao hết. Khó quá. Ok tắt mưa rồi. Cái map này thật sự là mình không biết tắt mưa như thế nào hết. Ôi snow lắc nó nhiều nha. Tụi nó đang ngồi nghỉ mới đâu chứ. Máu trâu. Máu tụi này trâu lắm luôn á. 40 mấy ngàn không rồi thấy không. Đồng lắm. Mình chơi chiêu này là chiêu gì ta? Win at. Cái này là Win Attack phải không? Nó dùng cái đuôi nè. Cái này là Dragon Tail hay sao á. Phun lửa. Bấm. Trời 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 trời. Một K3 luôn. Mày quýnh tao hả mày? Mày quýnh tao hả mày? Mày quýnh tao hả mày? Mày. À nó bị yếu máu rồi nó ngồi im vậy các bạn. Nó yếu máu rồi nó ngồi nghỉ vậy đó. Ôi chỗ này nhiều con này quá ha. Boom. Để đi tham quan hết cái chỗ này. Còn con Charizard Y nữa tí. Mega Charizard Y mình sẽ qua mình tìm hiểu sau. Khu trên đây có con gì nào. Con Tyran ra đây khá là nhiều luôn. Ồ nó đang chiếm giữ dòng sông chỗ này hả. Level 560. Vô thôi 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 560 bắt lâu lắm. Level mà cả ngàn trở lên là các bạn bắt rất là lâu. Ồ khu bên đây là khu của tụi nó rồi nè. Mình thấy trước có một cái tổ chim phải không. Một cái gọi là cái vũng nước gì kỳ vậy ta. Sao chỗ này lại có cái vũng nước độc chiêu như thế này. Ok cứ bay tham quan hết mấy chỗ này đã. Chỗ này đất đất liền nó bự dữ trời. Lần đầu tiên mình thấy một chỗ đất liền khá là nhiều như thế này. Cái map này map nước mà. Vậy là mình ở ngoài biển rồi. Cái khu đó mình sớm bụng. Ôi bên đây quá trời luôn nè các bạn ơi. Quá trời con nó luôn cơ. Khu bên đây là khu của tụi nó rồi. Level 75 nè. 360 con 220. Còn con này nó bơi dưới nước luôn cơ. Ở chim bơi dưới nước. Bay dưới nước luôn láo hả. Ảo diệu. Quýnh con này không biết được đồ ngon không ta. Ôi chết. Xuống đó mình bị quýnh trúng luôn kỳ vậy. Ôi chỗ này chim chóc rồi nó quýnh nhau tối ngày luôn cơ. À chỗ này là một cái đền boss. Trời tụi này nó đông. À có oi có oi. Ờ à, mình phải lấy ít oi về đó. Ơi con này hình như là con mô. Con này là con Pokemon huyền thoại phải không ta. Con Dino. Con này có biến tiến hóa lên là con ba đầu phải không ta. Con này tiến hóa lên thành con ba đầu phải không ta. Quýnh khó vậy trời. Ơ sao mình bị rớt xuống vậy ta. Hình như ra dính nước hay sao á. Như mình bị quýnh dính nước á. Đúng rồi dính nước hình như nó bị rớt ra.
Rồi cục xịt chứ không phải túi đồ. Ở dưới đây là gì đây? Wow, ghê man. Oxy thì ok, mà có thể bơi dưới băng được. Không sao, không sao. Wow, ở dưới đây ghê nha. Chết một cái là khỏi đường về luôn á. Không sao. Mình lặn rất là ghê. Trong đây mình lặn rất là đỉnh luôn. Không sợ chết đâu. Lên nào. Ủa, chỗ nào ta? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chỗ này toàn mấy con nguy hiểm thôi. Lết. Oh shit. Chỗ này quá lạnh. À, nhìn con này thấy cảm giác ấm áp liền. Lết. Oh shit. Chỗ này thì lấy ít ra, lấy ít, lấy ít ôi coi. Ok, lấy ít ôi. Với lại metal. Khi đi không quên việc đó chính là thu hoạch ít tài nguyên về để vài bữa nữa lỡ chết đói thì có cái mà lượm. Trên đây nữa. Trên đây đa phần những con hiền thôi. Ở dưới kia toàn mấy con nguy hiểm không à. Ồ, không thể lên được phải phải nhờ này chở xuống. Chỗ này khá là nhiều con này nguy hiểm nè. Tao sẽ đấm cho mày chết luôn. Đấm cho mày chết luôn. Đúng rồi, mày chạy đi con. Mày nghĩ mày có thể bay lại tao hả? Mày có thể bay nhanh lại tao hả? Mày là một con hung dữ nè. Nó công nhận nó trâu ghê thiệt chứ. Chẳng qua là tao chưa thèm tăng đam thôi. Mày, tao chưa thèm tăng đam mày. Nghĩ mày mạnh hơn tao à. Mày. Trời. Mày. Ôi, nó quýnh trúng mình không à. Mày xỉu chưa. Ăn hết nó đây mấy con gồng con. Ok. Vì mấy miếng ôi này phải tàn sát. Mấy con chim nó hung dữ nó quýnh mình mà mình quýnh không quýnh nó thì nó quýnh mình à. Nó thuộc cái dòng máu rồi, như là con Arantovic đấy. Hình như ôi ở dưới nước nhiều hơn là ở trên cạn hay sao đó ta. Trên cạn có tầm trăm ôi à. Nè, ít dám ăn. Trong đây thì mình không sợ thú mình chết đâu, chỉ sợ mình chết thôi. Hai nhát rồi nha. Con này nó phun lửa hơi chậm nên mình ít chơi skill lửa. Không bao giờ trúng được luôn á. Quýnh mấy con nhanh nhẹn như thế này. Con này nó quýnh không khác gì con Arantovic nha. Này hiền đúng không? Đừng có chơi tấn công bất ngờ nha. Cái gì quýnh thì quýnh nói tiếng. Tiếp tục cục flu. Có một mớ đồ rồi. Trời ơi, chỗ này quá trời con này luôn nè. Máu thì không sợ chết rồi, con từ từ để mình vô đất liền để mình tăng hết cho máu cho nó. Lại chút đam. Để tăng máu cho nó ở đây chứ là nó giục mình xuống nữa. Vừa tăng vừa bơm á chứ không là nó bị rớt xuống dưới đó các bạn. Nó bị xỉu á. Trong đây cái cục retry làm khá là dễ. Ok, đi tiếp nào. Thám hiểm ở quanh khu vực trên đây luôn. Ồ, chỗ này khá là nhiều con hiền lành. Mấy này máu trâu thiệt chứ. Trời ơi, hai nhát kêu chết kìa. Ba nhát kêu chết kìa, con này level nhiêu vậy?
Mày thú tính với mày, level 700. Trời, hèn gì trâu. Tao là tuyển thủ mà mày tao quýnh mày lâu chết tao hiểu rồi. Ê! Mày, con chim này. Có bị điên không mày? Tao có quýnh mày đâu mà bay từ xa tới mày quất tao mày. Đúng là con này máu hung dữ. Không rớt đồ gì hiện hết á. Đúng rồi, map chỗ này chim này nhiều ghê. Mình coi bản đồ coi. Đây là khúc trên đó, là mình lót xong cái khúc ở trên bản đồ rồi. Vùng này đa phần những con này không à. Wow. Fucking hùng vĩ vậy trời. Nhìn nó hùng vĩ vãi đái luôn. Ôi, cao cơ. Có hòn đảo này, hòn đảo trên trời hả bay? Nhưng mà cao dữ cơ. Cao quá trời cao luôn nè. Ui. Không, mà chưa gặp con Legion nào nha. Cho xin ít cái Crit Stack. Trời ơi, nó hùng vĩ ghê thiệt chứ, hình mình qua được luôn phải không? Không biết qua được không, để mình qua thử coi. Ôi, cái gì mà hùng vĩ dữ cơ. Khỏi phải chê luôn các bạn ha, nhìn đẹp thiệt chứ. Không biết bay tới được không đây. Hình như bay tới được. Bay tới được hay là ao ảnh? Tới gần là nghe tiếng thác nước rồi đó. Trời, té hôm nay là chắc ăn mày luôn á. Ui, với cái hồ này có thể bơi được luôn, dễ mang. Wow. Cái thác khổng lồ mọi người ơi. Để mà đậu vô đây coi. Đậu vô, đậu vô, đậu vô, đậu vô. Bẻm. Trời ơi, nước xanh lè luôn, đẹp vậy. Tắm biển. Sao trong mình thằng này mà cái tay cơ bắp lực lưỡng vậy trời. Hơi ẩu nha. Skin hơi ẩu nha. Trời, bơi xuống nước ẩu ghê không? Hư đồ hết. Ui, té đè khỏi lên luôn á. Ôi, hùng vĩ thiệt chứ. Nghe tiếng thác nước đúng đã tai luôn á. Ở đây vắng lặng thật. Lên đỉnh luôn. Không được rồi. Quá dữ. Tao bị lên trên coi thử coi. Wow, nhìn nè. Thác nước nhìn đã không? Mình cưỡi con này là còn bay đứng yên một chỗ không bao giờ bị lạc luôn á. Dã man thiệt chứ. Ở đây là một cái biển hồ khổng lồ luôn. Rồi nó làm cái map này công phu quá. Một cái bờ biển gọi là super bự luôn. Các bạn nhìn nè. Trời ơi, nhìn mình bay nè. Cái đuôi lửa hình hình con rắn. Ổn, ổn, ổn. Ở dưới con cá mập kìa. Đó, cá mập đang đợi ai xuống là ăn thịt đó. Quá ghê.
mình chưa lên thử núi băng. Đúng rồi, lên thử núi băng coi nào. Còn núi băng nữa. Chưa lên núi băng tuyết mà nhiều thứ hay ho ở cái map này quá. Trong đây mình không thấy là Pikachu ta. Có Pikachu mình bắt lại Pikachu liền. Nhiều bạn kêu bắt Pikachu quá. À, trong đây có một cái hang băng nữa nè. Thôi mà từ từ mình hắn lên. À, lộn. Trời, 7 giờ sáng mà như sương mù quá trời. Ôi, 7 giờ sáng nhìn ghê quá, âm u quá, lạnh lẽo quá. Ôi, trên này oi quá trời luôn nè. Lượm mấy ngàn oi về. Ôi, lượm ít đồ thôi. Oi này đóng cục lâu chưa mà giặt có hai cái hết trơn rồi. Một là oi phải qua núi băng, hai là oi sẽ qua núi lửa. Núi lửa hoặc là dưới biển. Hình như bên núi lửa không có oi. Núi lửa chỉ có obsidian thôi. Ôi mẹ ơi, cái mắm nó bự. Từ trên đây không thể thấy được nhiều thứ gì bên dưới hết á. Đây quá cao để nhìn thấy tất cả ở dưới. Mình phải khám phá từ từ ở dưới mới được. Bên kia là núi lửa nè các bạn thấy không? Đó. Ôi chết. Ây da, may quá. Ôi. Ơi cứu 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 cứu, ra ra ra. Lớn nào cắn tao chết sao mày? Dám mang thật chứ. Lại bị lát đồ rồi. Cưới con này lát đồ vãi. Làm mấy bên này dự trữ uống rồi nè. Bên đây có một cái con hàng. Chưa rớt xuống nữa hả? Vãi thiệt chứ, nó rớt xuống lại lẹ cái drop coi. Ôi, nó cũng chưa rớt xuống dưới nữa các bạn. Nó rớt xuống coi có kiếm đồ coi. Ở bên núi tuyết mà rớt mấy cục này đồ rất là ngon luôn á. Con này không biết farm được mấy thổ mày. Ôi, mày farm vậy luôn hả? Farm chỉ có được cục xịt nào đâu. Đấm được không ta? Không được, đấm được cứng quá. Cục này còn lâu lắm mới rớt xuống. Mới rớt xuống gần tới rồi kìa. Ô, tới, đang rớt. Rớt rồi, có quà. Có quà từ thiên giới. Ngon. Xuống đớp thính. Để coi nó tặng cho mình những gì nào. Nghĩ cái thính tím bên đây chắc đồ ngon lắm á. Tranh thủ farm ít đồ. Farm trên mọi tình huống. Cái này là ray mushroom không ta? Cái này có tỷ lệ ra ray mushroom mà sau này không thấy ta? À, ray flower chứ. Đáp. Chưa xuống nữa. Trời ơi. Cho hai cục kích bồ thôi hả? Dã man. Tao ăn tao lót dạ. Trời ác cái trời. Cho cái đồ xịn xịn tí không được hả? Bắt đầu bão tuyết rồi các bạn ơi. Bên đây tuyết bắt đầu ra nhiều rồi. Tao nói bão luôn rồi. Gió thổi chỗ này thì không, chắc chắn là không có mưa rồi. Mà như là sẽ có bão. Ý, có gì vậy?
Con gì đẹp quá em nè. Ở cái đuôi như đuôi, đuôi như đuôi còng luôn. Mọi người như như là một con thú ở lông ở trong cái máu bình thường á. Wow, một con red, gọi là con này là red thú mới các bạn. Đây là Pokemon mới nè, do mình tự sáng tác. Ôi đẹp dữ trời. Cái đuôi của nó kìa, nhìn kìa kìa. Không khác gì mà con này là con giống như phiên bản gốc á. Đuôi thì đuôi chim, thân hình thì thân hình của T-Rex. Dã man trong đây có luôn. Một món quà từ thiên nhiên. Ây da, mình bị cống rồi kìa. Con này thì không thể bắn cung được trên lưng nó. Ok, đứng trên đây vậy. Ủa, T-Rex con rồi. Đó. Đâu rồi, đâu rồi. Bà mẹ nó điên thiệt chứ, rớt từ trời xuống. Cứu em anh ơi. Nghe tiếng chân của nó. Nghe tiếng chân của nó ghê quá. Núp trong góc rồi đi. Có cái đồ bám của mình đâu ta? Đồ leo núi của mình đâu ha? Đồ leo núi mình đã mất tiêu rồi. Mày là không sao mình có thể té từ đây xuống được, quá là nhảm nhí. Ủa, bà Red đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi ta? Nó trốn ở đâu rồi? Con này là con Rihon giống như con. Ủa nó chạy đâu ta? À kia rồi, kia rồi. Ủa 117.000 máu luôn. Mẹ ơi kinh thiệt chứ. Sao bắn được ta? Mình sẽ lên cái ngọn núi trên cao đây. Không chơi ngu nữa nha. Té xuống nữa là có chuyện luôn á. Không chơi ngu nữa. Từ từ. Cẩn thận. Dễ rớt quá các bạn ơi. Mình phải chế cái arrow mà có cái zip á, kéo dây xuống. Té cú này là cứu không có được đâu, nó cắn chết. Rồi. Nó trốn vô hang rồi sao? Cho chế độ đẳng cấp chuyên nghiệp luôn. Ui chạy nhanh quá. Leo lên. Con này chạy mắt nhanh luôn mấy má ơi. Lên lại đấy. Mình có con phương tiện bay mà mình sợ gì nó. Bắn ghê không? Con mà to như thế này bắn mình tự tin lắm. Giờ nó đang quýnh con kia, mình tha hồ mình bắn nó. Bắn mà không thèm nhìn luôn à, hiểu rồi đó. Bắn y như là tập tiên ở trong chúa tể chiếc nhẫn luôn. Mày lên đây. Nhiều rồi, nhiều rồi. Cái gì mới 5.000 turbo mấy giỡn hả? Con này ác nha. Nó chạy nhanh vậy không dám xuống luôn á. Ok nó quên mình, nó quên rồi. Mình sẽ làm một cái bẫy mình bắt nó lại. Khỏi cho nó chạy chứ tí nữa nó chạy dí mệt lắm. Mình sẽ dùng một cái bẫy bắt con này lại. Mình thứ nhất là mình có đá rồi đúng không? Mình sẽ làm một cái bẫy. À, bè he.
Mình cần có một cái smile. Rồi ở tường băng mà mặc cái đồ này chắc tôi chết thiệt chứ. Để mặc cái đồ này vô trước đi, từ từ tí thay đổi sau. Bè hè. Ok, chúng ta có thể chế một cái smile ở đây. Không được rồi. Tốn metal. Vậy thì mình chế cái gì ta? Bi là đá, ok. Bi là mình chế dạng 1 won hả? 3 won đi. Ơi cái này cũng được mà. Ok, bây giờ là xuống mình đặt. Chỉ có bắt nó bằng cách này thì mới đơn giản nhất thôi. Đó, đầu tiên là phải dụ nó vô. Này sát lại tí. Đây là cách bắt những con khủng long bự mà có thể chạy thoát được. Như con này là nó chạy được á, mình phải dụ nó vô đây là nó sẽ vô hang sau và nó sẽ bị dính, bị kẹt lại các góc. Này chắc nó ra không được đâu chứ nha. Xuống luôn đi, đây không có sói đâu mà sợ. Đơn giản như vậy thôi mà nó không biết có hiệu quả không thôi. Chỗ này nó hơi hở. Cứng 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 nghiêng nghiêng như thế này được rồi đó. Thế thôi, chúng ta đi qua thôi. Dù không biết thành công không. Ây da, ui nó cạp lần 2.000 luôn cơ. Ok mình trở lại rồi. Thì khi mà trở lại thì nó may mắn là con Charizard vẫn còn được nên mình bay ra rất là nhanh. Chỉ còn mấy con kia không follow được thôi, bây giờ mình phải tìm lại cái xác của mình đó. Mi cái con kia nó canh giữ xác của mình rồi. Ấy, đừng có rớt nữa. Chạy 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 chạy. Bây giờ nó sao mà nó chui qua đây được ta? Hay trời. Cờ hó, ta phải làm kỹ hơn một chút. Dài hơn một chút. Tao sử dụng mày vô được con cờ hó này. Tao hứa với mày luôn á. Ok. Được rồi, được rồi. Đó, giờ tìm được. Nãy là nó kêu not fall, giờ là ổn rồi. Mình có lại được rồi. Đó, xuống đây mày. Ôi mẹ ơi, nó cắn một cái đầu dữ. Vô đây mày. Đây nè. Mày lanh với ta. Mày bị kẹt rồi con ơi. Ra hộ cái. Mày ra hộ tao cái. Cùi bắp thôi, nhưng mà an toàn. Núp trên đây bắn. Hai. Mày đã dám làm trainer đỏ của anh tức rồi đó. Mặc vô. Cờ hó nè. Mày nghĩ mày siêu nhân hả? Mày nghĩ mày siêu nhân hả mày? Chạy đi mày. Cắn tao đi. Bắt thú tiền sử mà xây được cái trụ cái đó nó cũng hơi bị hư hư cấu quá. Đây là Pokemon
sắp 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 ra nha các bạn. Con Pokemon rất là đẹp luôn. Hơi bị ri một chút. Đuôi của nó kìa, nhìn đẹp không? Còn đây là chùm của núi tuyết rồi. Mày hả bưởi? Ở đâu ra mình gặp mình cũng không ngờ luôn mà. Mày sẽ về nhà với anh. Mày sẽ về nhà với anh. Tí tao bỏ mày vô bóng luôn con. Giờ không dám chọi vì chọi lên nó bị mất luôn sao? Hay là chọi cha ta? Trời, 70 ngày tôi vô bắn chắc tí. Chết luôn á. Hư cung luôn mà. À mình bắn 101 thì tính đết nào mà nó xỉu được. Bán cái này nè. Giờ turbo sẽ lên khá khẩm rồi đó. Nó chạy lên nhanh hơn là hồi nãy. 70 ngàn các bạn biết rồi, nó nhiều cỡ nào rồi. Bây giờ nó kẹt rồi, nó không có chạy đâu được hết đó. Đấy, lên 11 ngàn rồi, ok, cái này dễ rồi, dễ rồi. Ăn hiếp tao. Này thì ăn hiếp tao. Ăn đạn đi mày. An toàn là mình cứ đứng ở trên đây mình bắn xuống là lỡ có con nào tấn công mình cũng không có được. Thiện xạ bắn cung luôn à. Bắn ngay đầu luôn nè. Bắn ngay mỏ luôn nè. Ôi thiệt ta. Bắn ghê trời. Ghê không? Cái bắn ngay mỏ là bắn ngay mỏ, mà mình bắn là mình nói sao mà nói vậy. Không hụt được. 18, 30 nè. 36 nè. Ôi bắn ngay mỏ đam to ghê trời. Rồi bắn ngay đít đi. Tôi bô giờ nó đang chạy lên nè. Tao tiêm cho mày hai quả súng nữa. Còn hai viên. Ok, hết đạn. Tiêm quả súng nó cộng thêm phần trăm á. Giờ turbo nó sẽ chạy lên rất là nhanh thôi. Ok, nó sắp xỉu rồi. Bắn cái gì cho nó gục luôn thôi. Ok, gục. Xuống hốt hàng thôi, xuống hốt hàng thôi. Mày hả bưởi? Cái gì? Chết cụ rồi, có không cơ hội à? Level có 350 mà ta. Giả bộ thôi, nó chảnh đấy. Con này nguy hiểm các bạn ơi. Máu hơi bị nhiều, cái thau quýnh cho mày rớt máu á. Nấp nấp. Không phần trăm luôn á. Con mắt nó ghê quá vậy. Ghê nè, này thì ghê nè. Ui, nó xảy ra rồi. Ấy da, chết. Két 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 két. Nó chui từ 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 từ, bể cái hàng rào luôn. Bắn được không? Level cao quá khó bắt á. Mình cá luôn.
Nó thở ghê quá. Mình nghĩ là do cái phần trăm nó cao quá nên thành là cấp cao khó bắt á. Nhưng mình ném thử á, có tầm mấy quả nó coi, biết đâu bất ngờ. Tự chui vô cục tiếp theo luôn chứ. Chui hò thế đó. Thôi, chắc là chúng ta phải dùng cách tem cách tem bá đạo nhất rồi. Cái đi game mon mày ăn không? Chắc mày không ăn rồi. Đây, cách tem bá đạo nhất. Thứ quái nào mà chẳng chịu ăn, đúng không? Đây là cách tem gọi là hủy diệt luôn á. Cho mày ăn cái cục gì ta? Cho nó ăn chúng cái cục kia, heo 25% HP. Heo 100%. Full restore order start. Tất cả start luôn. Wow. Hyperbone. Cool on non HP. À cái này là hình như hồi hết chỉ số mà chỉ ê, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ôi, đứng lên rồi, đứng lên. Vô lòng không mày? Ý, dễ mà không vô. Cho mày cập nhật luôn. Để hỏi các bạn coi có muốn cho nó vô cái đội hình này không? Đội hình đang còn thiếu. Đấy. Lô. Là mình đi đâu thì nó cũng không bao giờ bị chết được. Đấy. Pokemon Red. Dữ chưa? Vô nè. Ê con kia vô. Ủa này sao chưa vô được ta? Ê cái lỗi rồi. Cái này à, con đầu tiên là mình bỏ lại nè. Đúng rồi. À. Nhân vật mới của team. Wow, con này nhìn lạ quá ta, con này đuôi thì đuôi cong, thân hình toàn lông, như là con chim lai khủng long vậy. Theo mọi người con này là con gì? Bự nha, bự như T-Rex luôn ấy, và nó rất là mạnh. Trời ơi, con này mà nó thiệt chứ. Nó mà xuống chỗ cái hồ của con Snorlax thì nó hủy diệt. Trời, bên kia có cái thác đẹp không nè. Wow, đẹp vậy trời. Nguyên một cái thác nước. Ui, chớp 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 chớp. Hàng tới. Đừng có là cái cục Kitbo nữa nha. Một cái định vị, chẳng phải luôn. Định vị tao không bao giờ xài vì tao chuyên gia lạc map. Ở đây mình bị lạnh rồi nè. Nhà mình ở hướng nào ta? Thôi được rồi, chắc là video này mình sẽ dừng lại đây thôi. Và nếu các bạn thích con này thì đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ mình nha. Được rồi, bye bye mọi người nha. Con này là Mega mới đó. Mega Wetzlacotisaurus. Nói chung là con này là chắc là khủng long thôi. Rồi bye mọi người nha.